唱歌地球救赎，你的眼神最最可爱，只要靠近一点，看一眼，心跳加快，像阳光无可取代，融化了天空阴霾，你一笑我的心亮起来。 And I say them show me love， 分不完多少来名额，空不完脸色接受，爱不完反不点头，是个妹妹爱门干，爱的尊严你空敢看，为你没事完了。Mọi người còn nhớ clip này không? Có rất là nhiều bạn yêu cầu mình review chất vải á. Thì ok luôn, hôm nay mình sẽ review cận chất vải cho mọi người xem nè. Phần chữ in khá là sắc nét luôn. Còn đây là phần mũ nè, rất là to và siêu dày luôn nha. Có hai lớp lẫn lưới. Còn bên trong là phần lót lông nha, rất là ấm, mặc mùa đông rất là thích luôn. Đây là tôi khi lên form nè, các bạn muốn tôi làm về sản phẩm gì nữa không? Comment bên dưới nha. Bye bye. Anh nhà ở đâu? Không mẹ ơi, em không vô đâu anh, mà em vẫn cờ xin lên cái cổ an, cái cổ an. Anh nhà ở đâu? Anh không cho đâu. Khóc rồi cười, cả một người. Đừng khóc nha, hãy ngưng đi, anh không yên. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết con người. Nhưng là 631SX. Cái gì cơ? Thằng nào kia? Áo local brand gần 200k. Cà phê sáng sớm.
yeah, yeah. Để được ôm em, anh đã mơ rất nhiều lần. Trong cái mơ rất nhiều tuần, chỉ là đắm đuối, không thể nào mà nói bằng lời. Baby không thể nói bằng lời. Cause you xem tôi vừa mới sắm được cái gì này. Một chiếc áo hoodie cực kỳ là chất lượng luôn nhá. Mình thấy nó tặng kèm thêm cả móc và túi vải đi kèm ý. Mới thấy là bên này họ làm việc quá là chu đáo luôn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta này. Cầm nó mà eo ơi sướng cái tay luôn ý. Chân nỉ trần mông thì cực kỳ là dày dặn. Phần mũ được may hai lớp còn không bị quá rộng cho các bạn nữ mặc luôn nhá. Cái lý do mà họ tặng kèm thêm móc là để bảo vệ cầu vai và cổ áo không bị giãn đấy. Các bạn tầm mét năm như tôi mà mặc xem màu là trùm mông xinh lắm luôn. Sao mà tôi lại ưng cái màu của nó thế nhở? Nghe nói là 2022 này sẽ hot xanh dương đấy. Nên là các bạn lựa đi nha. Hoàn hôn buông xuống lúc 5 giờ chiều, anh bỗng thấy nhớ em nhiều. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên, xin người thương xót cho tấm thân này cô đơn đến nỗi hao gầy. Chỉ mong rằng người tôi yêu phết đây. Mình vừa mới kiếm được set sơ mi này giá thì hạt rẻ mà đẹp cực kỳ luôn, cho mọi người xem nha. Mình rất thích em này bởi vì chất của nó mềm mát và mặc cực kỳ thoải mái luôn ấy. Mà lúc mình mua thì cũng bán được 3,7k rồi mà toàn đánh giá 5 sao thôi. Điểm trừ duy nhất là vẫn còn chỉ thừa nhưng mà mình thấy cũng không có vấn đề gì nhiều ấy. Mà ngoài màu be thì còn nhiều màu xinh lắm nha. Còn em quần này thì phải gọi là đỉnh của chóp luôn ấy mọi người. Chất của nó cực kỳ dày dặn luôn mà cái màu này của nó sang dã man. Đường may rất là cẩn thận đến chỉ thừa không có ấy. Ngoài cái form hơi to thì đúng là không còn gì để chê luôn. Cả một set phong cách Hàn Quốc đẹp như thế này mà giá lại khá là mềm thì mình thấy cũng đáng thử ấy. Hôm nay mình sẽ review một chiếc Varsity cực cháy đến từ nhà Black Mi mà mình nghĩ là mọi người sẽ cực kỳ thích luôn. Nhìn tổng thể thì em này trông hơi chiến nha, mà hai bên ống tay là bằng da nên nhìn cực kỳ sang xịn mịn luôn. Chất của em nó ở nỉ dạ nha, bên trong có lót một lớp gió, mình thấy cũng không dày lắm nhưng mà khá là phù hợp với thời tiết hiện nay. Toàn bộ hình và chữ ở trên em áo này đều được thêu nha mọi người. À mà lúc mình nhận được thì tất cả những cái phần da của áo đều được bọc rất cẩn thận nha. Mặc lên form cực kỳ tròn đẹp luôn. Nói chung mình thấy cũng rất đáng để cho anh em tham khảo nha. Thật sự là mình phải cho mọi người xem chiếc hoodie này bởi vì nó quá đẹp luôn ấy. Để mình bỏ em nó ra cho mọi người xem, nó thơm dã man luôn. Nhìn tổng thể thì em này trông khá là dễ thương nhỉ. Em nó được làm bằng chất nỉ bông không dày lắm nên mình nghĩ là cực kỳ phù hợp với cái thời tiết đầu xuân như bây giờ hoặc là thời tiết của các bạn trong nam nha. Áo được may rất là cẩn thận mà mình nghĩ là những cái bạn khó tính nhất cũng không thể chê được luôn. Toàn bộ mặt trước và mặt sau của áo đều được in những cái hình in rất là dễ thương như thế này. Mà đây cũng là cái điểm mà mình thích nhất của em nó. À mà chất của em này thì co giãn nhẹ thôi nên mình cũng không sợ giặt máy bị rão đâu nhá. Áo này cũng có size cho cả nam và nữ luôn nha. Nói chung là mặc đôi hay là mặc riêng gì cũng đều xinh hết nước chấm luôn. Như mọi người đã tù trường này rồi nên là hôm nay tôi sẽ review một số outfit đi học cho mọi người nha. Để theo yêu cầu của mọi người muốn mình làm về áo hoodie ngắn dài nè. Áo này được thiết kế có họa tiết là hình monogram, nghĩa là những cái chữ in nhỏ trên áo là tên của shop luôn á mọi người. Lưu ý khi mà mua đúng hàng thì sẽ có tag đầy đủ nha. Về phần nón thì được thiết kế có màu sắc ngược lại với phần áo, nền trắng họa tiết màu xanh bơ, được thiết kế tới hai lớp vô cùng dày dặn. Là cưng cái màu xanh này luôn á mọi người. Một lần nữa đây là màu tôi chưa có trong tủ đồ. Em này là dạng màu xanh bơ á. Áo có thiết kế hai dây rút để mình có thể tùy chỉnh độ rộng hay là chật của nón. Cái ba size SML lận nha. Rộng cũng có, mặt vừa vừa cũng có, mặt như cái đầm cũng có luôn. Mình có thể mặc như áo bình thường hoặc là mặc như áo khoác này là nhớ tậu liền để mặc đi học nha mấy bà ơi. Vuốt tóc và hất nhẹ vai, êm như cơn gió lạnh mây. Nếu nhìn ngắm là sai, hay bước tới cầm tay. Wake it up vì đang cần thơ, cho người con gái anh bao lần mơ. Đây cô giống miss and call me sir, nhưng mà anh làm nâng cơ em vẫn làm ngơ. Em thấy đó, I don't give a fuck about your status. Anh sẽ đọc mọi thứ ở xuống. Vuốt tóc và hất nhẹ vai, êm như cơn gió lạnh mây. Nếu nhìn ngắm là sai, hay bước tới cầm tay. Wake it up vì đang cần thơ, cho người con gái anh. Nếu có bị mẹ mắng vì hay mua đồ thì hôm nay em cũng xin chấp nhận. Em rất mong chờ, bởi vì đây là ba cái áo khoác nhưng mà cứ ngỡ như là ba cái chăn bông ấy. Nó là chất lông cừu, đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi, mềm mịn xong lại còn dày dặn. Tay về gấu áo thì boni. Mà các bạn biết gì không, có tận 4 size đấy. Mặc đồ đôi với người yêu thì best nhở. Tuy là mình không có người yêu ở đây để mặc đồ đôi nhưng mà mình vẫn đặt nhiều. Có cái xanh này thì đặt lên size XL nên là mặc hơi rộng một xíu. Nhìn này, nhưng mà rất là cute đúng không? À mà mấy cái màu này đi chơi Noel được đấy nhở.